Cùng mình đi câu ngày cuối tuần mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Cũng lâu lắm rồi mình chưa đăng video đi câu cho mọi người xem nhở. Không biết mọi người có ai nhớ những video đi câu của mình không? Hôm nay là ngày cuối tuần, ở phòng chán quá nên là lại bác cần đi kiếm bờ cá mọi người à. Gần chỗ trọ mình thì không có nhiều chỗ câu đâu, nên là mình ra tít ngoài cầu xin bích động để câu. Nay mình đi hơi muộn nên là đến nơi là mọi người đã câu hết rồi. Phải công nhận xuống đây mình tìm chỗ câu khó thật luôn đấy mọi người nhở. Nói chuyện với mọi người một lúc, mình đã chuẩn bị đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ trộn mồi câu thôi. Mồi câu này hôm trước mình mua ở gần chỗ mình trọ ấy, trong gói này thì có hương liệu rồi nên là mình không cần mua nữa. Sau khi trộn mồi xong mình sẽ buộc chụp cắm phao rồi ra cần thôi. Phải ra dọ cho may mắn thôi. Em thứ hai nha mọi người, vẫn là Ronaldo mọi người. Bây giờ mọi người lại là Ronaldo mọi người ạ. Em này đẹp quá, vừa to vừa đẹp luôn. Cá gì đấy to. Ngầm à. Mọi người lên hẳn em tàu ngầm khổng lồ luôn này. Khá là to luôn, tưởng là cá gì ấy. Kéo như kéo gỗ luôn. Đây, mọi người, được cả em Ronaldo mầm non nữa này, bé tí luôn. Sau một hồi câu bên đấy toàn là cá rô thôi nên là mình lại lượn vòng vòng tìm chỗ câu mới, mong là qua bên này né được mấy em Ronaldo. Thêm một em chép nữa nha mọi người, em này bé hơn em vừa rồi mọi người ạ. Và đây là thành quả một buổi câu của mình này. Báo cá cuối tuần nữa nha mọi người ơi. Cá này thì làm món gì cho ngon mọi người nhỉ?